Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi đi. Hôm nay mình sẽ làm clip quay khẩu M762 băng nhanh em. Thì gọi là M762 băng bởi vì nó có màu xanh xanh mà. Đấy, gọi tắt thì thế, còn tên chính xác thì mình sẽ hôm nay mình quay của bạn Quyết mưa mùa hạ. Cái này hồi đầu mình có cày danh tối thượng này. Xem nào. Bạn ấy quay một lần rồi thì phải. Có 8 level anh em ạ. 2, 4, 6, 7, 8, đúng rồi, 8 level. Nói chung là khẩu này thì quá đẹp rồi, không có gì để bàn nữa. Trời ơi, hit body đẹp vãi trường ạ. Ua. Ngoài ra cái khẩu này còn có ngoại hình thứ hai nữa anh em này. Đó là màu bạc, màu xanh, hơi kiểu màu xanh dương và màu bạc. Đấy, anh em nhìn thấy không? Quá đẹp chưa? Thôi mình quay đã anh em ạ. Sáu trăm mũi xuyên một lần quay đắt phết đấy. Chuẩn phụ kiện là sẽ đổi ra sơn. Ôi, ra được ba rồi, may quá. Quay hết sạch UC anh em nhé. Rồi, ra phụ kiện tiếp này. Ôi sao toàn ra mảnh ấy nhỉ. Cái này không có lucky nha mọi người. Cái không có lucky nhận cái vòng kia. Cái này nếu mà không biết. À đây. Full hòm sẽ được quà anh em ơi. Những con máy bay này. Bây giờ mình mới để ý ạ. Trời đất. Từ từ, tí nữa anh em ạ. Có vẻ khó ra đồ phết đấy. Khó ra đấy. Gì đấy? Kia là cái gì nhỉ? Quài phết đây. Nào, quài phết đây nha bọn. Quay khó phết đấy. Ra được cái gì đây này? À, cái này như là cái dù bay. Dù bay anh em ạ. Ra khẩu súng đi. Ra khẩu súng hay cái gì đi. Ta còn 30.000 UC. Chưa gì đã mất từng đấy rồi. Trời đất ơi. Ở đây thì mọi người quay nhá. Mọi người quay được từng mọi người sở hữu được. Ở bên trên mấy cái dòng này này. Mọi người sở hữu được cái những vật phẩm gì theo yêu cầu ấy, thì mọi người sẽ nhận được phần quà phía bên dưới nhá. Ví dụ như là mình quay được cái bộ đồ này nhá. Mình quay được bộ đồ khẩu súng thì mình sẽ nhận được cái avatar này này, cái khung này và cái sảnh này vĩnh viễn.
Cũng tương tự như dòng dưới thì nếu mọi người quay được những cái đồ này thì mọi người sẽ nhận được cái rủ mai màu tím này. Đấy. Lúc nãy chắc là lúc nãy là màu gì đấy? Màu đen à. Thì khi mà mọi người nhận thưởng thì mọi người sẽ chuyển thành màu tím này. Đấy, nhận được con xe máy này, nhận được cái khung này và nhận được con ngựa anh em ạ. Đấy, con ngựa đẹp không này? Quá đẹp luôn này. Đấy, và cái dòng cuối cùng này mọi người nhận, nếu như mọi người nhận được full hết đồ này ấy, thì mọi người sẽ có con máy bay này, con trực thăng này, cái này là cái gì, à, danh hiệu này và cái hiệu ứng hành động này, hiệu ứng hành động này anh em này, đó anh em thấy chưa, hiệu ứng hành động gọi ngựa, nói chung là cũng khoai phết đấy, quay được full vòng này khoai đấy. Thôi cái khẩu súng đi, khẩu súng hoặc bộ đồ đi, hai cái đấy là khó ra nhất rồi, mười mấy nghìn xe không ra được bộ đồ hay khẩu súng ạ. Ôi trời ơi, nó toàn giảm đi cái đồ gì. Trời ơi, toàn ra mấy cái gì này. Ui trời, cái tóc quá trời. Trời ơi, toàn hai cái tóc quá. 900 mới được bộ đồ à? Đùa chứ. Trời ơi, quay mãi cũng ra này. Ủa, còn 7.000 UC vẫn chưa ra được cái gì đáng giá anh em ạ. Cứ 200 lần quay thì mọi người sẽ được một, thì mọi người sẽ được một lần quay random ở trong cái vòng này anh em ạ. Đó. Đây. Trời ơi, sao lại... Rồi, sẽ được bộ đồ này. Mày qua bộ đồ đắt nhất thì ra rồi anh em ạ. Hết rồi. Ồ, hết rồi anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Tiếp tục anh em ơi. Mình vừa quay thêm 2 lần nữa nhưng mà không ra cái gì anh em ạ. Giờ mình sẽ quay tiếp nhá. À, trời ơi. Ra được bộ tóc kìa. Khoai thế nhờ, mấy kiểu này khó ra lắm anh em ạ. Bộ này đắt vãi trường ạ. Thề cái vòng này. Ui dồi ôi. Nói chung là hôm nay phải đổi hết rồi. Đổi cái khẩu súng. Ok. Đổi thêm cái búa này. Ok. Vòng bên dưới còn thiếu cái mũ và con xe máy nữa thì mới có thể đổi được. Không đủ để full anh em ạ. Không đủ để full được.
được thêm khẩu nữa này, nhận thưởng thêm khẩu nữa. À đâu, đây là cái skin bạc. À, mọi người quay ra được khẩu súng ấy thì mọi người sẽ được nhờ, đây này. Đây này, mọi người đủ được cái mốc này ấy, thì mọi người sẽ nhận được cái skin bạc của nó anh em ạ. Ồ, bây giờ mình mới biết này. Bạc. Đó, còn cái vòng dưới thì mình thiếu cái xe máy và cái mũ nữa. Trời ơi, thôi. Đắt quá. Mình còn 500 điểm đổi nữa. 500 điểm đổi nữa. Bây giờ vào nâng súng này. Bán thì chưa đủ bán anh em ạ. Chưa đủ bán.